Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Mới đây thì Dương Mịch đến trường quay Kiều Châu học cho phu nhân để làm việc thì đã bị biến thái quay lén. Và ngay sau đó thì đoạn video clip đã được chia sẻ rầm rộ trên Weibo và tạo nên một làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ. Với tất cả diễn viên, nhân viên đoàn phim khác, người này quay ở góc chính diện, chỉ riêng với Dương Mịch là hắn ta đặt máy từ dưới chân lên. Do Dương Mịch mặc váy ngắn nên góc quay đặt như thế này là vô cùng nhạy cảm. Rất may thì nữ diễn viên có mặc quần short ở bên trong nên tên biến thái không thể đạt được mục đích. Khi phát hiện ra hành động sai trái này, Dương Mịch đã bỏ chạy thật nhanh. Phía ekip quản lý của Dương Mịch cũng nhanh chóng vào cuộc và xóa bỏ video clip hoàn toàn. Và cũng vì vấn đề này, Dương Mịch bị đám đông người hâm mộ chen lấn gây nguy hiểm mà Vũ Chính đã đăng đàn trách mắng. Vũ Chính cảm thấy tức giận vì việc trong đám đông có nhiều người không đeo khẩu trang và có cách hành động quá khích với diễn viên. Đồng thời, biên kịch lắm chiêu này cũng kêu gọi người qua đường có ý thức, không dùng điện thoại quay phần dưới váy của các nữ diễn viên. Kiều Châu học cho phu nhân là dự án chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Tiêu Nhi Sắt. Bộ phim xoay quanh số phận của ba nhân vật gồm Đế Húc, Phương Trư và Hải Thị trong cuộc chiến quyền lực bảo vệ Thái Bình ở Đại Trưng Vương Triều, đồng thời còn là câu chuyện tình yêu cảm động giữa thời loạn lạc của Hải Thị với các nhân vật nam. Trong đó thì Dương Mịch đóng vai Diệp Hải Thị, còn Trần Vĩ Đình thì đóng vai Phương Trư. Nhân vật Diệp Hải Thị là cô gái xinh đẹp tài giỏi, tính cách lại ngay thẳng cương trực. Diệp Hải Thị có tình cảm với cha nuôi Phương Trư nhưng nhiều năm không thể nói thành lời vì cách biệt thân phận. Sau này Hải Thị nhận nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế trẻ Đế Húc thì lại khiến người này yêu say đắm. Diệp Hải Thị sẽ làm sao giữa hai người đàn ông là Đế Húc và Phương Trư? Vâng, quả thực đây là một hành động không thể chấp nhận được và cần có pháp luật để can thiệp. Và bạn suy nghĩ như thế nào về sự việc này? Đừng quên để lại bình luận bên dưới comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.